nổi giận vì cầu thủ Mun Sen đi theo đòi phạt đền. Trọng tài Man City Andy đã đấm gục cầu thủ này trên sân. Cụ thể ở phút thứ 18, khi cầu thủ hai đội đang tập trung vào quả bóng trên sân, thì trọng tài đã đánh lén khiến Mun Sen đổ gục, nằm lăn lộn trên sân. Toàn bộ hành động của trọng tài đã không thể thoát được ống kính máy quay. Ngay sau đó, đoạn clip về tình huống này đã được báo chí châu Âu đăng tải và nhận được nhiều phản ứng từ phía người xem. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé! Một trọng tài hiển nhiên sẽ không có lý do gì để xảy ra xung đột với cầu thủ trên sân trong việc tranh chấp bóng. Tuy nhiên, đôi khi những cái đầu nóng và quyết định không gây tâm phục khẩu phục chính là thứ mà khiến cho cầu thủ và trọng tài xảy ra mâu thuẫn. Mời các bạn cùng điểm qua hình ảnh sau. Nhiều người vẫn nhớ tới hình ảnh cuộc khẩu chiến giữa Thomas Rebka của Cộng hòa Séc và Edgar Davis của Hà Lan tại Euro năm 2000. Rebka và Davis có thể là những chiến binh chém đinh chặt sắt, nhưng cái quát mắt của Colina là đủ để mà nhắc nhở họ ai mới là người quyền lực nhất trên sân. Tiền vệ Marouan Fellaini từng là cầu thủ được biết đến với kiểu tóc xù nổi tiếng, nhưng nó quả thực không dễ chịu cho người phải đối diện với anh chàng như vị trọng tài này. Vẻ mặt của trọng tài này thì như muốn nói rằng chỉ nhìn thôi thì ông cũng biết cú sút đó sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì. Ronaldo de Lima từng có lần bị hậu vệ đối phương kéo ngã trong vòng cấm. Anh rất bực tức vì không những không được hưởng penalty mà còn bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Tuy nhiên sau đó không lâu, huyền thoại Brazil đã trả thù được ông vua áo đen này bằng một pha bóng rất hài hước. Không phải lúc nào vị trọng tài cầm cân nảy mực cũng đưa ra những quyết định chính xác. Trận cầu kịch tính giữa Chelsea và Barcelona ở trận bán kết lượt về Champions League 2009, rất nhiều tình huống trọng tài chính đã bắt cực kỳ thiếu công tâm cho Chelsea và Michael Pollock đã giang hai tay vừa chạy theo vừa hét vào mặt, nhưng mà vị trọng tài này vẫn dửng dưng. Trước đó, cây cú vị trọng tài Tom Opreble đã từ chối đến 4 quả pen rõ ràng. Didier Drogba đã lao đến chỗ trọng tài, chỉ tay thẳng vào mặt và buông lời mạt sát, nhất là khi mà dính thêm thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Zlatan Ibrahimovic là một cầu thủ có cá tính rất mạnh và đôi khi không kém phần ngổ ngáo, thậm chí đến các trọng tài cũng phải ngán ngẩm. Như khi trọng tài Philippe ra lệnh cho tiền đạo này lại gần để mình có những lời lẽ nhắc nhở sau một pha va chạm trước đó. Tuy nhiên, chân sút Thụy Điển hoàn toàn không thèm để tâm đến việc trọng tài ra hiệu, buộc ông này phải tiến gần lại cầu thủ này để mà trực tiếp nhắc nhở. Paulo Di Canio lĩnh thẻ đỏ vì xô xát với Martin Kehl. Trên đường rời sân, ông đẩy ngã trọng tài Paul Ancock và phải nhận án phạt treo giò 11 trận. Cho đến hôm nay, đây vẫn là một trong những vụ scandal nổi cộm nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Arda Turan đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ này đã cảm thấy tức giận và đẩy trọng tài biên sau khi thất bại trong việc giải thích về một pha phạm lỗi. Sau đó, anh lập kỷ lục về án phạt treo giò với 16 trận. Những lúc bị va chạm như thế này thì hiển nhiên cũng chẳng hề dễ chịu gì. Một trận đấu ở giải hạng 4 Bulgaria đã kết thúc sau 21 phút vì trọng tài bị cầu thủ và ban huấn luyện đội khách rượt đánh chạy khỏi sân. Tình huống này xảy ra sau một pha va chạm giữa sân. Thấy trọng tài chỉ thổi phạt mà không rút thẻ cho hành động phạm lỗi của cầu thủ đối phương, các cầu thủ này đã phản ứng rất dữ dội, song cũng vì kịch liệt quá mà trọng tài đã rút thẻ vàng. Và đó là sợi dây dẫn nổ cho cảm xúc điên cuồng vì trọng tài này đã bị đuổi đánh và rượt chạy khắp sân. Thêm một trận đấu ở giải ao làng nữa và một cầu thủ cũng không kiềm chế được cảm xúc khi dính phải thẻ đỏ. Kết quả anh chàng bất chấp tất cả, thế nào cũng phải đá trọng tài một cái cho bỏ ghét. Cựu ngôi sao từ chơi cho tuyển Brazil, Luis Fabiano đã phải nhận một trong những thẻ đỏ có thể nói là kỳ quặc nhất của sự nghiệp. Anh đã nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vài giây. Nhưng đáng nói là chiếc thẻ vàng thứ hai đến từ một tình huống Fabiano có động tác húc đầu vào trọng tài chính và ông này cũng diễn khá sâu. Sự cố xảy ra trong một trận đấu vào cuối mùa giải hạng 3 ở Brazil giữa hai câu lạc bộ Pua và Guarani.
Như bạn có thể thấy, cầu thủ áo xanh đã rất khó chịu khi mà bị trọng tài thổi phạt và hành vi kích động này buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh. Tiền đạo Sergio Aguero từng có hành động khoác vai với nữ trợ lý trọng tài ở trận đấu giữa Man City và Arsenal để tỏ ý không hài lòng. Tuy nhiên đó là hành vi mang lại rất nhiều chỉ trích. Trong trận chung kết Cúp Châu Phi 2021, trọng tài Victor Gomes đã có một hành động hài hước khi mà đã trao cả còi và thẻ cho Salah sau khi bị anh phản ứng dữ dội vì quyết định thổi một quả phạt đền cho Senegal ở trận này. Nếu như đó không phải là cử chỉ vô tâm thì rất có thể hành vi hất văng thẻ phạt này sẽ khiến cầu thủ phải dính thêm thẻ vàng nữa. Tình huống hí hữu diễn ra tại giải vô địch quốc gia Kuwait, trọng tài Saad Al-Fathi hạ gục Ibrahima Touré bằng một cú móc trái trước khi tung cước một cầu thủ khác. Không chỉ đánh cầu thủ mà vị vua áo đen cũng thẳng tay rút thêm 4 thẻ đỏ dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ này. Nữ trọng tài Bibiana Stenhouse đã từng trải qua những phút giây ngượng ngùng, pha chút xấu hổ khi gặp phải sự cố bị một cầu thủ sờ nhầm vào ngực. Tình huống hài hước này diễn ra trong trận đấu giữa Nantes và PSG khi cầu thủ Diego Carlos đang chạy về phía khung thành để theo sát và tấn công của đối thủ thì bất ngờ va chạm khiến cho trọng tài Tony Chaperon và thẻ vàng thứ hai chính là màn đáp trả cho việc bị ngã nhào xuống này. Một tình huống hy hữu đã xảy ra trong cuộc đọ sức giữa Real và PSG. Neymar đã có phản ứng với trọng tài Gianluca Rocchi sau một pha phạm lỗi và ít phút sau đó thì trọng tài này đã lãnh trọn cú sút của Neymar. Một nữ trọng tài đã rút thẻ vàng với cựu cầu thủ Real Madrid Kaká trong một trận đấu từ thiện. Nhưng điều đáng nói là nó là một thẻ vàng vô cớ và mục đích chỉ là để mà cô có cơ hội chụp ảnh tự sướng với ngôi sao Brazil ngay trên sân. World Cup 2018, Neymar đã trải qua một giải đấu đáng quên khi mà anh được nhắc đến vì những màn ăn vạ nhiều hơn là những giây phút tỏa sáng của mình. Và thậm chí trọng tài cũng khó chịu và phải nhắc nhở anh đừng đóng kịch quá nhiều. Lại thêm một tình huống nữa khi mà trọng tài bị đánh đuổi chạy trên sân. Và nếu mà những trận đấu thiếu lực lượng an ninh thì đó sẽ là khoảnh khắc thật nguy hiểm. Chứng kiến Neymar liên tục thực hiện những động tác kỹ thuật khiến cho hàng thủ đội khách có phần mất bình tĩnh, trọng tài Brissard đã có động thái nhắc nhở hạn chế phô diễn. Tuy nhiên, Neymar lại đáp lại bằng thái độ thách thức và cái kết là cầu thủ này nhận ngay một thẻ vàng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào!